Here at the showdown. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với hệ thống giải Blast Premier Spring Showdown 2022. Bây giờ chúng ta đã rời xa khỏi khu vực EU khi mà nhà vô địch là đội hình của team ENCE, thì bây giờ đến với cuộc NA trong cặp trận giữa các thầy vị của Furia cùng với Pain Gaming ngay sau đây mà thôi. Và ba map thi đấu được lựa chọn ở trong cặp trận thi đấu này thì cũng đã có, lần lượt đó sẽ là Vertigo, Inferno cùng với đó là Ancient. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem ai sẽ là nhà vô địch ở khu vực NA trong giải thi đấu lần này để tìm ra được những cái tấm vé còn lại vào đến Blast Premier Spring Final 2022 diễn ra sau khi kết thúc kỳ IEM Dallas. Và đồng hành với các bạn ở trận bài bình luận lần này sẽ là mình Caster Anna, cùng đó là Caster Ý Nghĩa. Vâng, có phải là một cái duyên không em ạ? Như vừa rồi tôi cũng nói với Anna là không hiểu tại sao cast xong trận Atalit VN lại chỉ còn lại ba ông phát Atalit ngồi cast tiếp. Và thế mà cái tâm trạng nó cứ kiểu bị hơi tiều tiều em nhỉ. Mà mình biết là thua là cái lẽ đương nhiên, thế bắn như thế là thua là đúng, nhưng mà vẫn có một cái gì đó nó theo cảm xúc, nó không nghe lý trí, hiểu không? Hơi tiều tí. Nhìn chung thì ngày hôm nay bọn mình cũng có một chút những cái sự thiếu hụt về mặt caster, khi mà khá là nhiều anh em ngày mai thì có việc bận, gọi là đi về quê, đi làm mát, một cái gì đấy đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại 3 caster bọn mình ở trên này thôi, và bọn mình sẽ cố gắng đem đến cho các bạn cặp trận thi đấu BO3 cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 5. Và cũng sẽ là kết thúc cho một cái đợt giải khá là dày của bọn mình. Đúng rồi. Sau đấy chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong khoảng một tuần trước khi quay trở lại với cả Major. Sự kiện lớn nhất CSGO trong năm, đó là Major PGL An Quốc 2022. Và hy vọng là đến lúc đó thì anh em đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái tâm hồn đẹp, chỉ cần lên đồ rồi là đi. Đúng là như thế. Hai bên thì vẫn đang có những cái sự chuẩn bị. Và đây rồi, đã có tín hiệu map thi đấu đầu tiên. Đó là map thi đấu Vertigo, map pick về bên phía Pain Gaming. Có map Inferno, đó là map pick về bên phía Furia. Đều là hai best map của hai đội tuyển. Furia và map thi đấu Inferno cũng là hai. Nhưng Vertigo thì họ cũng thi đấu một cách rất chuẩn chỉ và bài bản nữa. Và Pain bay bên phía T-side trước. Ngay từ hôm qua thì họ thắng được bên Brazil. Ngay từ hôm kia thì họ thắng được cái tên là Liquid. Và nói rằng Pain Gaming cũng đang là một trong số những cái gọi là một chút gì đó những cái bất ngờ giải đấu lần này. Cerato vừa rồi là có một tình huống trả nết ra và khiến cho đối phương mất đi một cái lượng máu tương đối nhiều. Nekit chỉ còn lại cho mình 463 HP thôi. Hát ra được liệu tương tự. Muốn ra mid đến từ Pain, một bài tràn mid vào B chẳng. Chỉ còn lại một mình cái tên của Sếp đang giữ lại khu mid. Đồ xin flash rất hay đến từ tên về Furia, nhưng vẫn chưa bắt đi được một cái tên nào bên phía của Pain Gaming cả. Đội hình của Pain sau khi kiểm soát mid đồ mà không quá là khả quan thì đang cố gắng là lùi ngược trở về. Nhưng Furia thì họ cũng đang chiếm được quá nhiều thông tin trên bản đồ. Hai người để ARAM. Và đây cũng đúng là địa điểm mà Pain đang muốn đánh vào. Boost lên hơi chậm, Yuri vẫn đổi được một mạng. Ati đang bị quay và không thể vượt qua được Biguzera. Lợi thế hơn người đã có dành cho các thành viên của Pain sẽ là một tình huống tổng lực tràn lên của Bobsa mà thôi. Chỉ còn lại một mình xếp bên trong Bobsa. Cerato bây giờ cũng đã bách về tới nơi. Nhưng xem chừng vẫn đang làm tình huống khó dành cho các thành viên của Furia khi địch vẫn còn đang rất nhiều đồ. Cây Cerato một mình chống Mafia, bắn chòm đầu, bắt được người, double kill dành cho anh ta. C4 đã rời, Pain Gaming bây giờ không thể vượt qua được một mình cái tên cây Cerato. Còn lại một mình PKL cũng là điều tương tự. Không thể tin được, một mình cây Cerato quẩy của Bobsea, 4 mạng gục. Và Rathro chiến thắng Piston dành tặng cho Furia. Một tình huống mà người đặt bom có vẻ như đã quá chủ quan. Đây là tôi thấy. Thấy đối phương rồi nhưng vẫn lì để đặt bằng được quả bom này. Nếu như Nekit đó mà tình huống mà Biguzera tỉnh táo hơn thôi, giạt ra double pick với cả Nekit thì chắc có lẽ là Cerato đã ngã xuống rồi. Nhưng dù gì chăng nữa, đó là một pha xử lý hay đấy. Thì Cerato về cái mặt khoảng thăng minh thì đã có lựa trả giả backside nhanh, nhưng vẫn bò trườn di chuyển vào khu vực trong thùng bom và khiến cho bên phía của Pain như mình không hề biết được cái điều này. Một sự bất ngờ đến từ Cerato mới pha di chuyển hay. Rapiston đã có được Furia và họ đã có một cái đội hình rất chủ động ở khu vực A bên, quyết đi đẩy luôn đến từ AT rồi. Và cái lối chơi cực kỳ hổ báo đến từ player này.
bắt được một con hàng đầu tiên mang tên PKL. Tiếp sau đó sẽ là ai là người được chọn đây? Bởi vì duy chắc nữa đây chỉ một round đấu, Ico đến từ Pen thôi mà thậm chí họ bắt được cây Senato, người có M4S. Và sẽ làm tiếng cùng nhau lên khu bom Sai B, hiện tại bom Sai B đang hoàn toàn clear. Có một người ở mid drop, drop có mình mạng này kit rồi, nhưng drop đối thủ quay là cái tên Nithon. Đó là cái triple kill hay không đây? Chưa có cái triple kill mà chỉ bắn yếu được hát rào thôi. Thành công dành cho các thành viên của Pen. Rồi thì Ico bắt hai, đặt được bom. Quá lời. Các thành viên bên phía của team Furia thì bây giờ đang phải cố gắng đi tìm lại những khẩu M4S đã mất ở trong Rathalos vừa rồi mà thôi. Sau đó thì họ sẽ cố gắng gỡ quả bom này và đem về Rathalos chiến thắng thứ hai của bản thân mình. Nhìn chung thì đây vẫn là một Rathalos thành công dành cho các thành viên của Pen. Lượng kinh tế được cộng vào dành cho các player cũng sẽ là tương đối nhiều và đảm bảo Rathalos tiếp theo họ sẽ full buy và rất đầy đủ về mặt bom bin. Còn ngược lại với đội hình của Furia, việc để mất hai súng này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến lượng kinh tế của họ về lâu về dài nếu như Rathalos tiếp theo họ để thua trước đội hình của Pen. Đây sẽ là một round đấu mà chúng ta có thể thấy được rằng là các thành viên phía của bên game mình, cái lượng bom mìn họ đó là tương đối đầy đủ. Chỉ còn thậm chí có ốp để bắn full bom mìn cơ, bắn cường cùng một bom sai bên thì cơ Senato và cái giá phải trả là chết rồi. AT là cái điều tương tự, nhưng hiện tại thì AT vẫn chưa phải nằm xuống. Và AT Nithon với khẩu ốp trên tay thì làm gì có cơ hội cho AT đây. Khi đó là một kiểu ngắm 8x. Và tỷ số hiện chính xác, đây là một cái thế trận đưa về là 5v3. Hơn hai người đến từ Pen và gần như không có cơ hội cho Furia nữa rồi. Furia đang phải chia ra một đội hình 3-3-3. Và bây giờ thì chuyển về một thế là bắn hai bom xe và kéo vị trí của drop ra giữ lại khu vực mid đồ cũng như là cả khu bom side B. Thậm chí bây giờ drop còn bách ngược trở về A với những người đồng đội của mình luôn. Một phương án côn tương đối hợp lý đến từ AT, bởi vì nếu như đội hình của Pen họ đánh vào những khu vực khác thì rất khó để Furia một người có thể trấn thủ. Chúng ta cùng chờ xem cái tình huống bắt bài chính xác này thì Furia sẽ làm được mấy đây. Safe trên tay đang là một pha mát đẩy ra không được rồi, nhưng drop của bão rất nhanh cũng chỉ là một được mà thôi. Yuri cũng là được kịch bản tương tự. Ra thi đấu chiến thắng lại gọi tên các thành viên của Pen Gaming. Họ đã rút ngắn khoảng cách xuống còn là 1-2. Và với round thi đấu trước đó bắt đi hai súng đối phương cộng hưởng tiêm round thi đấu này thì lượng kinh tế của Furia đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Một tình huống spam default đến từ hát dao thôi. Thì mà hát dao là người có spawn đẹp nhất bên phía T-side. Và đó là một tình huống mà bên phía CT, vị trí của Cerato đã không kịp trở tay thêm quần áo gì cả. Fog bài đến từ Furia và đang có một đội hình bắn rất đông người ở khu vực A-main. Đó chính là đến tận 4 player liền. Cerato cũng ra rồi và chỉ để duy nhất một người đang solo B thôi. Đó là vị trí của anh chàng mang cái tên Cerato. À, nhưng đội hình của Pen thì cũng khá là từ tốn. Họ biết đối phương có thể sẽ bắt vài đồng người trong round thi đấu này. Và vẫn chưa hề có động thái cục xúc nào đến từ các thành viên của Pen cả. Nithon suýt chút nữa thôi đã phải bỏ mạng khi anh ta ăn phải viên đạn vào đầu và có PKL để có thể cover. Vẫn chưa tìm được thành viên nào của Furia hết. Đây rồi, Furia chủ động đẩy lên, PKL bắn quá lỗi và anh ta nằm xuống. Cây Serato mid đồ nằm nhưng bị drop đổi mạng rất nhanh. Nekid đưa thế trận về là 3v3 dành cho cả đôi bên. Nhưng Furia vẫn còn những cái cơ hội để có thể chiến thắng. C4 sẽ đặt dậy bên trong khu bom side B dành cho các thành viên team P mà thôi. Và bây giờ thì sao đây, Nekid không thể vượt qua được tên AT tại khu vực mid đồ. Khẩu ốc trên tay của Nithon thì lại lên tiếng được thêm một lần nữa. Vẫn chưa thể có một tình thế hơn người nào dành cho cả hai đội tuyển này. Và các thành viên Furia trông rất giống là muốn cứu bom. Một người bu flat, người còn lại đẩy vào và Nithon rất trắng. Anh ta bắt buộc lùi về một thôi khi biết rằng lượng máu trên người mình không phải là quá nhiều. Hát rào cover và Nithon bắt đi được AT. Bây giờ thì AT cũng chính xác là thành viên cuối cùng của Furia cũng không thể vượt qua được hậu súng của Nithon. Một ốp làm 3 và đòi thử chiến thắng gọi tên đội của Pen. Họ đã cân bằng tỷ số là 2 đều và hoàn toàn có thể vươn lên dẫn trước tại thời điểm này. Một cái màn thể hiện rất tốt đến từ bên phía của Pen. Đau đó vừa rồi và đặc biệt là cái tên Nithon. Rất ấn tượng đến từ player này. Vì đàn ốp liên tục chính xác trả là thì Nithon và nói những góc kê bây giờ, góc kê của Nithon góc kê rất hẹp. Và ở tình huống đầu tiên là một tình huống mà vị trí của anh chàng sếp đã có một pha đó là quắc đã phải nằm xuống rồi. Furia lạm lần nữa phải chơi phụ thuộc vào hỏa lực của cây Serato.
một khẩu Famas. Nhưng nếu như đẩy mi bên cục thì sẽ dễ dàng bị bắt đi bởi Hát Giao. Khi mà Hát Giao đang là AK với góc kê trước, có lẽ AT sẽ là người thí và sau đó thì cây Saruto đẩy ra, và đúng là như vậy. Cộng một AK dành cho các thành viên của Furia, nhưng mà có giữ được bao lâu nữa hay không đây? Không giữ được quá nổi 5 giây thì Lithon đã kê úp lại. Và Furia thì lại hòa người. Ngược lại thì bên Gaming họ cũng chẳng quá mặt mà của bom sai B. Họ chủ động đẩy thẳng vào A, và với việc mà bom xe A chỉ có những khẩu lục đang trấn thủ, rất khó để Furia có thể giữ được chắc thế trận của mình. C4 đã đặt, và có lẽ là trận đấu kết thúc tại đây mà thôi. Tại là khi này Kit đã đi móc về đến tận gần khu City Bay nữa. Rất khó giành được tiếp Furia. Bắt được Yuri rồi, có thêm mạng nữa hay không đây, bị bắn đinh, tay vẫn quá to. Đúng với ông Brazil nữa khác, bắn nhau thì rất đã mắt. Giữ lại thêm được khẩu AK này đến từ Furia. Drop thì chắc có lẽ rằng sẽ cố gắng kiếm thêm cho mình một cái gì đó. Thực sự USP không có cái gì cả, đi xếp tới thiệt. Đây giờ có lửa và có AK luôn đến từ drop. Ui, rao đấu mà nhìn cái lượng hỏa lực rao đấu sau của Furia tôi đang thấy khá lo cho Pain đây. Thì mà họ đang cực kỳ là ổn áp với tất cả những cái mặt trang bị. Rao đấu sau sẽ một rao đấu mà khả năng cao sẽ vẫn chưa có ốp đầu trên người của sếp. Và sẽ một rao đấu hơi khó từ bên phía của các thành viên Furia khi mà upper chính của họ vẫn chưa thể động đến khẩu ốp. Tactical timeout. Quyền timeout đầu tiên được đầu tư dành cho các thành viên của Furia tại thời điểm này là quyết định hoàn toàn hợp lý. Họ đang cần phải làm nguội cái đầu của mình lại sau khi để cho các thành viên của Pain vươn lên 3 round thi đấu liên tiếp. Và đương nhiên là với việc mà Furia họ cũng đã có thể phụt bài được trong round thi đấu này, thì đây sẽ là một round thi đấu rất quan trọng khi mà lượng tài nguyên còn lại sau khi bài không phải là quá nhiều. Và nếu không tận dụng được tốt những cơ hội của mình bên phía City side, sang đến T side bắn với các thành viên của Pain sẽ là tương đối khó thở. Dù sao đi chăng nữa thì Pain họ cũng làm đội tuyển bắn tương đối mạnh ở map thi đấu Vertigo này. Và Furia mặc dù là cái team được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng cũng nên phải cẩn trọng với những cơ hội của mình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là đội hình bên phía của team Furia vào thì có full buy với 2 AK để trấn thủ các khu vực của mình ra sao đây. Sẽ là một tình huống mà đang di chuyển đông người ở khu vực A-Ram này từ bên phía của Furia. Người đang được sót ở vị trí của Yuri. Sếp đang liên tục thi nhau spam vào đây rồi. Sếp bắt đi một lượng máu tương đối lớn, có lựa trả ra Zati, có vẻ động thái muốn đẩy rồi. Đang muốn đẩy đến từ Zati. Một góc đứng rất cường của Zati luôn, và cực kỳ lì và chì nữa. Với mật độ lớn đồ đạc của Furia được trả ra thì bên Gaming cũng đang cảm thấy tương đối là dè chừng. Đang chủ động ba người cùng nhau hầu lại để chống đối phương đi đẩy thôi. Thì biết rằng Furia cũng là đội tuyển đẩy rất nhiều, và khả năng đẩy gọn thì cũng là tương đối hiệu quả khi mà khả năng cover lẫn nhau đến từ các thành viên của Furia là tốt. Nhưng bây giờ khi mà lượng đồ còn lại trên người Furia không còn là một con số dư giả nữa, phải sử dụng chất chiêu hơn, thì đây là thời cơ tốt để Pain có thể tận dụng được khoảng trống này. Yuri đang có một góc boost đẹp, và AT nhấp nhả để lấy thông tin. Xe đã bắn chéo quá hay đến từ các thành viên của Furia, nhưng không thể vượt qua được PKL khi flat của Nithon là trắng. Mất người. Và bây giờ với 30 giây còn lại, Pain có lẽ sẽ đánh bài tổng lực lên khu bom xe mà thôi. Hạt rào giạt ra, và Yuri làm một cái double kill timing tốt đến từ Yuri. Lợi thế đảo chiều nghiêng về cho bên phía Furia rồi, nhưng PKL cũng bị đấm mồm bởi sếp tay rất to đến từ bên phía của Furia. Ăn flash trắng, Europe vẫn bắt được cái tên đó, đây chú nè Kit ạ. Và chỉ còn Nithon thôi, bắt đầu thể hiện cái sức mạnh của mình rồi, bắn xịt ốp đồng nghĩa với cái chết đến từ Nithon mà tự dưng sếp không mất tiền, vẫn có ốp để bán. Không trách các thành viên của Pain ra trận đấu này được. Họ đã có một tình huống buff flat tốt để bắt đi được cái tên đầu tiên bên phía Furia, tạo ra lợi thế hơn người, không chỉ về mặt thế trận chung mà cả bên trong khu bom xe nữa. Những cái tình huống tiếp theo đẩy lên thì không biết là do vô tình hay hữu ý mà Pain không hề có flash, hoặc có thể họ đã có flash nhưng flash không mù Yuri, và một mình Yuri làm đôi thì rõ ràng cái cơ hội để chiến thắng của Pain cũng không còn là quá nhiều. Highness và khiến cho đội hình bên phía của team Pain mất người giai đoạn từ sớm.
Round thi đấu này thì bên nhìn chung cũng đang phải bắn xoay quanh khẩu ốp trên tay của Niton. Một khẩu Hero ốp thì nhìn chung cũng không đánh giá là quá cao, bởi vì nó vẫn là một thứ vũ khí thiếu khi có tính cơ động và khó để có thể make play đến từ các thành viên của Pain Gaming. Cần phải sử dụng rất khéo khẩu ốp này đến từ Niton thì mới có thể tạo ra được cơ hội cho Pain tại round thi đấu này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Niton ở khu middle solo như thế này bắt được đi mấy người đây. Kéo ốp rất chuẩn nhưng chỉ là bắn yếu cái tên sếp thôi. Quá đen dành cho Niton khi cái bao cát vào rồi là hơi dày và không một ai nhặt lại được ốp bên phía của team Pain cả, đồng nghĩa việc round thi đấu này tỷ số sẽ là 4-3 dành cho Furia. Như vậy round đấu trước thì Furia Pain không ăn sếp không ăn ốp, sếp không cần ốp luôn mà Vertigo một cái quyết định khá là lạ đấy từ Furia. Bên phía City lại không cần ốp mà sếp vừa rồi làm đôi rồi. Bắn AK cũng rất tin tay đến từ sếp. Và đây thì Naked bắt được vị trí qua AT, một tình huống mà AT cứ đứng spam vào quả smoke thôi. Bỗng chốc thì bây giờ thì tình thế đưa về 2v3 thì vẫn còn cửa cho Pain nha, chứ phải đã hết đâu. Bắt được người ở mid thì có thể về B đến từ bên phía của Pain Gaming, nhưng phải đi qua được họng súng drop đã. Một tài năng trẻ, tay cũng cực kỳ là to đây rồi. Thao mình để tốt được Yuri và một mạng đó là double kill Yuri. Liệu có cầm ốp hay không đây? Chắc có lẽ là không cầm rồi. Rao đầu trước ốp ngay trước mặt không lấy, rao đầu này thì không có lý do gì mà sếp lại bắn ốp cả. Nên lấy rao này. Rao trước không lấy thì hợp lý, rao này thì phải lấy. Đến những thành viên Furia. Cơ bản rao thi đấu trước thì đội MVP Furia đọc được tiền đối phương, họ biết là rao này thì địch toàn lục. Việc mà sử dụng những cái khẩu súng như là ốp thì nó cũng không đem lại được quá là nhiều giá trị. Một rao thi đấu này thì nên nhặt lại một khẩu ốp dành cho vị trí sếp để có thể duy trì được cái lợi thế trong thế rồi tầm xa. Nhưng mà cuối cùng thì quyết định Furia lại là bắn quần về mặt cơ động ở trong map thi đấu Vertigo. Và vừa rồi thì AT cái sự cơ động nó đã không đem lại được một cái giá tốt. Còn MP9 nhảy cục ở vùng RAM và ngay lập tức bị bắt đi bởi anh chàng PKL. Lại có lợi thế về người từ sớm thành đội của Pain. Nhưng round thi đấu gần đây nhất mà họ làm được điều đó thì lại gặp phải anh chàng Yuri. Biết ra thi đấu này thì kịch bản có khác gì dành cho đội của Pain hay không đây? 4 round luôn đến từ Furia, bỏ B bắn một mid ơi. Như vậy là Caseto sẽ là người bắn về đến tận hai đường. Vào đây thì Yuri bị bắt bởi cái tên phân khối lớn rồi. Liệu rằng có lên luôn cục bom xe ai không đến từ Pain đây? Lên luôn sẽ là hơi khó nha. Khi vẫn còn đó tận hai người có lửa chạy săn bách rất cẩn thận đến từ PKL. Ở đây thì sao đây? Drop đổi được một nhưng mà sếp lại chết chay. 2v4 thì Nova Hope dành cho bên phía Furia rồi. Ở đây thì Drop vẫn lao được một mạng nữa, tay rất to đến từ tài năng trẻ của Furia mang tên Drop. Nó sẽ quay về bom xe B xếp súng cùng với cả người anh em của mình thôi, đó là cái tên Cassetto. Không hiểu vì lý do gì mà đội bên phía Furia họ lại không chơi ốp trong map thi đấu Vertigo này. Sếp thì cũng không phải là tuyển thủ bắn ốp tệ. Thậm chí thời gian gần đây thì sếp còn đang được đánh giá là một trong số những người chơi bắn ốp hay nhất thời điểm hiện tại. Nếu như các bạn có hay theo dõi những cái kênh sóng của ESL thì các bạn sẽ biết về cái bài phân tích của họ về khả năng bắn ốp của sếp trong khoảng thời gian gần đây. Được đánh giá là một người chơi có khả năng tự xử lý độc lập, ổn, support được bom mìn tốt và nhìn chung là đồng đội cần gì thì sếp có thể đáp ứng được ngay điều đó. Chưa kể là khả năng bắn của sếp thì tay cũng rất to. Và rõ ràng là ở trong map thì đối như là Vertigo thì có một khẩu ốp sẽ là cực kỳ lợi dành bên phía City, đặc biệt là có thể kéo nó về mid, về ram. Quá là nhiều những cái vị trí có thể sử dụng được khẩu súng này. Nhưng bên phía của team Furia thì họ lại không dùng. Và nó tạm thời thì đang khiến cho tôi đặt ra một cái dấu hỏi. Và đây rồi, để trả lời cho cái dấu hỏi của tôi thì đội bên phía team Furia buy ốp ngay. Nếu round này mà sếp chết chai thì tôi sẽ hiểu là tại sao họ không bắn ốp. Còn nếu sếp mà làm ba thì có lẽ là từ nay về sau Furia nên đầu tư ốp cho sếp sớm hơn. Và chúng ta có thể thấy được rằng là đang là những cơn đạn spam đến từ bên phía của thành viên Pain. Một round đấu mà sếp đã cầm ốp rồi. Ở đây thì Niton ăn hết yếu, chỉ còn cho mình nó là một chút máu mà thôi. Niton vẫn chưa có ốp đâu, chém khẩu AK. Nếu như cầm ốp với lượng máu này thì vẫn có thể ổn đến từ vị trí của Niton. Nhưng cầm AK lại là một câu chuyện khác, ăn một viên đạn vào người thôi khả năng cao là sẽ nằm. Với lượng máu 29 HP này thì phải là hai viên đạn. Hai viên đạn 14S vào người sẽ nằm.
Bò trườn ra middle và muốn tạo thêm áp lực lên cụ bò side B đến từ thành viên của Pain Gaming chăng? Có vẻ họ vẫn đang là tương đối là chần chừ, chưa xác định được rõ cái điểm đánh của mình đến từ đội hình của Pain. Nhưng bây giờ thì đã hội quân hết ở quanh khu vực A-RAM rồi, tổng cộng là cả 5 người không sót một ai cả. Nhưng đây đang là vị trí co op của Sep, và Sep đã trượt về đạn đầu tiên của mình. Phải lùi về thôi, vì cái sự cover đến từ đồng đội không phải là có quá nhiều. Đây đang setup 2 người tại khu vực A, đồng nghĩa việc Sep phải ke khu vực A-Main. Còn vị trí của anh chàng còn lại sẽ phải tự lo đường ngách. Và đương nhiên khi mà mỗi người tự lo một đường, hiếm khi nào mà chúng ta có thể chờ đợi một sự support đến từ những người đồng đội được. Bây giờ thì Furia đã bách về đông người rồi, Ruri chờ đối phương sau quả swap này. Những hai thành viên của Furia chết chảy, thậm chí là cả Sep cũng ra đi. Không có bất cứ một tác động nào đến từ thành viên của Pain, chính xác là của Furia bên trong Rathalos vừa rồi cả. Thủ bom xe quá lỏng và Rathalos chiến thắng đã đến dành cho đội của Pain Gaming. Họ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 5-4. Bunny bắt súng đến từ Pain, nhưng liệu rằng có bắt được hay không đây? Đang trốn những cái góc khá là khó để cho Bigozira có thể bắt được súng, nhưng tay cũng rất to đấy từ Bigozira. Biết được B clear rồi, đoán được đối phương đang ở B ram rồi, nhưng liệu rằng ra bắt Cerato hay không đây? Cerato là một câu chuyện khác nha, một player tay vừa to lại còn xử lý quái nữa thì là hơi khó. Tỷ số thì đương nhiên nó sẽ là 5-4 cho Pain thôi. Chúng ta cùng xem lại một tình huống mà Sep có cái điều gì đó vậy. Tắt tâm Monesi. Oh my god, trời đất ơi, Sep top up quá nhiều đến từ Sep rồi. Oh my god, tắt tâm em ạ. Monesi. Oh my god, trời đất ơi. Cứ thích xem highlight thôi, rồi lại cuối cùng lại biến mình lại thành mấy thằng nghề. Quá đen, đang tiếc dành cho vị trí của Sep. Thấy Sep bắn ốp không hiệu quả, chuyển ngay sang vị trí của AT là người cầm ốp trong round này. Để xem AT thì có khá hơn Sep là bao không. Khi mà các thành viên của Furia nhìn chung về mặt hỏa lực thì vẫn đang là thua thiệt hẳn so với đối phương. AT lại cầm ốp ra kê cương tại khu ram rồi, nhưng Pikel đang đẩy lên bắt đi đứng từ Yuri và AT cũng chết chạy luôn. Hai ông bà đô về Furia, chưa ông nào lên được tiếng trong cả hai đấu thi đấu cả. Một CZ solo sai thì có một solo bằng niềm tin và hy vọng. Sep chết chạy và bò mà thùng. Đội hình của Furia còn gì Sep được thì Sep nốt đi, vì round thi đấu này họ cũng chẳng còn gì nữa rồi. Cây Cerato đương nhiên bằng mọi giá phải giữ lại được khẩu mô nét cùng với cái giáp bột, cộng kèm thêm cả quà khuyến mại cái kit nữa. Còn drop có vẻ như cái tên nó lên tất cả, trông rất giống là anh ta vừa drop ra một thứ gì đó cho đồng đội của mình trong round thi đấu vừa rồi, và không còn bất cứ đồng nào trên người hết. Chúng ta có thể thấy được rằng sẽ là một tình huống mà di chuyển đến từ Cerato lại mang một cái ý định là đi xếp tiếp. Cerato tới giờ không được bắn, nhưng bom xe có lủng liên tục. Hết AT cầm ốp đến Sep cầm ốp thì cái kết quả nó vẫn là một thôi, là thủng A. Bây giờ chúng ta hiểu tại sao Furia không cầm ốp trong những giai đoạn đầu tiên của map thi đấu Vertigo này. Vì về cơ bản là Sep và AT bắn ốp đang không hề vào tay một chút nào cả. Hai round thi đấu liên tiếp mà Oper bên phía thì Furia cứ liên tục là chết chay. Rõ ràng nó không phải là một tin đáng mừng dành cho báo đen. Bị dẫn trước khi mà đối thủ đang bắn về phía T-side. Và thậm chí vào trận đấu này thì hỏa lực cũng không phải là tối ưu dành cho các thành viên của Furia. Không biết là họ có chống chọi được với Pain Gaming hay không đây. Thua round này đồng nghĩa việc Pain họ sẽ tạo ra một khoảng... Chính xác thua round này thì Furia họ sẽ bị đối phương tạo ra một khoảng cách cả cá và tình huống run bút quay đến từ cái tên của Pain. Hát giao có một và Bigozira cũng là một điều tương tự, thì thế trận đã đưa về là 4-3 dành cho các tên của Pain rồi, và chỉ còn lại một mình cái tên Sep trong cuộc bóp side B mà thôi. Sep 5 là round này đi dành cho các thành viên của Furia. Chúng ta cùng chờ cái tài năng của Sep với một rifle nào. Còn AT ở đầu dây bên kia thì đã bị tắt máy với vị trí của PKL rồi.
Bây giờ thì middle Yuri cũng đi. Chưa thấy có một tín hiệu nào khởi sắc dành cho sếp cả. Solo B, nơi mà địch muốn đánh. Nhưng đồng đội thì chết ngư nhả ra ở tất cả những vị trí còn lại trên bản đồ. Bây giờ C4 được luân chuyển về trong cụ bom xe A. Sếp đi mò, không bớ được cái tên nào hết mặc dù là người được bắn trước. Đờ là đờ ED dành cho các thành viên của Furia rồi. Trông giống là map thi đấu này họ để thua lắm nếu cứ tiếp tục bắn với cái kiểu như thế này. Đây dù gì là map pick của Pain mà em. Mà map này là Pain đánh bại được cả Liquid, đánh bại được cả MIBA. Thằng Liquid mày ai, thằng Liquid khoe. Đấy là Pain, đấy là Pain hiểu không, đấy là Pain. Thắng được tôi cũng là một cái gì đó nó cũng khá là khác biệt rồi đấy. Tổng đến với round đấu này nào, tỷ số đã là 7-4 rồi, một round đấu bài nhẹ đến từ Furia. Vẫn cục, vẫn cục súng. Chết bao lần đấy rồi, Ati vẫn đẩy. Đây là tao điếc không sợ súng em hiểu không? Điếc không sợ súng. Sợ thật thì... Tao quá quen rồi, nào bây giờ Ati tiếp tục đẩy, kiểu gì cũng đẩy thôi. Chết ngay lập tức rồi, flat quá trắng và drop đổi được mạng. Nhặt được AK đẩy ra và có mấy đến từ vị trí drop đây. Đã lùi về sau khi biết thông tin là đối phương có ốp kề lại. Nhưng mà này Kid bò đến sau đít cái tên của Furia rồi kia kìa. Đã biết được thông tin này hay chưa, đi Tom tiếp tục trượt tên Việt ốp nữa. Và Kay Senato là người dứt điểm. Quả C4 sẽ được đưa bên trong của bom side B dành cho các tên của Pain. Bây giờ thì Furia bỗng chốc được cộng một ốp, một AK. Quá lời. Điều quan trọng là họ muốn đi xếp hay là muốn đi cứu bom thôi. Vị trí như là Kay Senato hay là vị trí của anh chàng xếp. Muốn đi cứu hay đi xếp cũng được. Còn với những cái tên còn lại đã cầm được sẵn cái khẩu súng to trên tay, tốt nhất là nên bảo toàn tính mạng của mình. Sẽ là một chiến thắng dành cho bên phía các thành viên Pain thôi. Yuri thì đang có ốp đi giữa là cái điều hiển nhiên rồi. Ô, drop quá AK luôn. Ơ, lại đặt thêm một khẩu AK nữa đến từ drop. Rất là béo bở. Sếp thì tôi nghĩ rằng sếp cũng cố gắng kiếm một cái gì đó cũng được. Sếp một khẩu CZ. Không sao. Hơi gì đó. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái bài đẩy này đến từ tay người Furia. Off flat rất trắng. Nhưng cũng phải công nhận là tay họ thì quá to và bên người mình tương đối lỏng lẻo. Thường khi mà trong những round thi đấu Furia họ hát bài hoặc là eco, các team mà muốn chống được họ thì nên có khoảng 2 cho tới 3 người cùng nhau chấn thủ một chốc point. Một người úp mặt vào tường trước, người còn lại thì cương skill. Địch đẩy chay thì ông cương skill bắn, còn địch búp flat thì người úp mặt vào tường là người chơi. Chứ còn nếu như mà cứ đứng như các thành viên của team Pain, đứng theo kiểu solo như vậy rất khó. Và vào thời đấu này thì xếp lại chết chay. Cứ cầm ốp là xếp chết chay. Không hiểu là cổ ốp map Vertigo của Furia nó bị nguyền cái gì mà từ đến giờ tôi chưa thấy một player nào bên phía họ bắn tốt cả. Sẽ một rào đầu mà bên phía của Pain đang muốn đánh một bài mid to B sẽ vào B thôi. Và hiện tại thì bom xe B của Furia đồng không mông quạnh rồi, không có bất kỳ ai cả. Kia Senato đứng ở khu vực đó là City Bay đẩy ngược ra Bigugera đấm một của Senato. Một góc đứng rất đẹp của vị trí của anh chàng Bigugera. Ở đây thì Bigugera đã bị bắt lại rồi, tình thế đưa về là 4v3 vẫn đang có lợi thế hơn người, và thậm chí là Niton biter lại bết lại của Vito được bắt được AT cơ. Rất khó khăn bên phía Furia. Điểm đến lần này không phải là bom xe A một cái thôi, là bỗng chốc Furia họ vỡ trận. Sẽ là đi xếp súng đến từ đội của Furia, nhưng phải drop vẫn đang tham, và tham làm cái gì? Địch đang bay, trời ơi! Cứ ra cương skill thôi. Góc kế trước, tự tin vào skill cá nhân. Cũng là có cơ sở đến drop đấy bởi vì đang là một hiệu số 11-6. Nhưng mà rõ ràng là đội của Pain thì thay họ cũng không bé chút nào cả. Và may mắn duy nhất còn sót lại dành cho các thành viên của Furia ra thi đấu vừa rồi thì Yuri xếp lại được cho mình khẩu mùa nét. Rào đấu mà bên phía của P nó cũng không mất quá nhiều cái khó khăn để có mình một chiến thắng trước bên phía của Furia. Và tôi đang bắt đầu lên tưởng để map thứ ba rồi, chứ thực sự Furia mà thua thì nó lạ quá đúng không em?
rất khó để Furia thua, nhưng mà họ đang cái lối chơi của họ đang ở bên phía T-side, bên phía City-side đang gần như là không có. Rau nào cũng đẩy khu vực Aram, rau nào cũng ra bắn nhau, đối phương bắn nhau thua vẫn ra đầu. Đây là đúng là em nhớ một cái câu là một câu punchline. Tao giống như kiểu một thằng thợ điện ngu. À, vì tao đầu đến chết. Hiểu không? Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Một câu phát like mà. Đúng thật luôn, đầu đến chết đến từ Furia. Không biết là trận đấu này thì đội Việt City Furia có một đầu đến chết với các thành viên của Pain ở khu vực Aram nữa hay không? Ôi, PKL trời ơi. Bằng thế này thì chịu. Spam quá nhạy cảm. Một viên AK vào thẳng đầu xếp qua làn spot kia và bây giờ thì các thành viên Furia lại thua người. Chưa hiểu chuyện gì cả. Thì họ đã mất đi một nhân sự rất quan trọng rồi, đó là vị trí xếp. Và nếu cứ tiếp tục nhòi ra nữa thì có thể sẽ mất thêm khi mà Nithon đang ok quá đẹp với khẩu ốp trên tay của mình. Sẽ là một tình huống ở bên phía của Pain thì họ đang có những tình huống di chuyển cùng nhau. Kram đẩy, KB đẩy, hạt rào rất bình tĩnh cẩn thận thôi. Có vẻ như Pain thì họ đang nghiên cứu kỹ các lối chơi của Furia map từ đó Vertigo này rồi. Bom mìn các thứ được trả ra đến từ bên Furia. Ui giặt ra, thấy cái địch thì không dám ngó. Không biết là đúng câu hỏi không, đúng đúng hỏi là thấy địch không? Thấy, đúng được không? Tầm của Ati lắc đầu luôn, không đấu được. Chúng nó đông quá. Bây giờ thì Ati nào? Có lửa không? Sẽ có lửa, đúng là như thế nào rồi. Anh ơi, nào làm gì đi. Yuri bắt được bộ rồi, Ati đẩy ra, không có double kill. Cái double kill nó đã thuộc về tên của Nekit cơ, nhưng Drop đã đổi được mạng. Tình huống vẫn đang là 2v2, nhưng cuối cùng thì Drop đã phải nằm xuống và cây Serato là niềm hy vọng cuối cùng. 9 giây thừa đủ để có thể đặt bom dành cho đội hình của Pain. Và đáng tiếc rằng cây Serato này ta không có một quả nết nào trên tay để có thể cản được điều này cả. Lại có đồ được trả ra đến từ Pain. Và liệu rằng cây Serato xử lý ra sao đây? Góc thi đấu đang rất bố đời dành cho cây Serato. Nhưng địch thì cũng không dại dột gì để đẩy lên cả. Đang chủ động gỡ bom luôn và chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Không còn khoảng thời gian nào nữa. Clutch một cách khó hiểu đến từ cây Serato. Tôi chỉ biết nói vậy thôi. What? What? Tôi chả hiểu gì cả. What? Cái gì vậy? Hai ông bên kia vẫn còn sống. Ông bên kia, ông bên kiểu mày ra đi, không, mày ra đi, không, mày ra đi, mày ra đi. Ai trời đất ơi, trời đất ơi. Trời đất ơi. Hai, đúng hai ông yếu, ngồi chờ. Chờ xem ông nào ra trước. Đau thật đấy. Cay thật sự. BKL ăn flash trắng nhưng mà bắt được Ati. Nithon có bị mạng Yuri bắt đầu nhầm quá đến từ Furia rồi. Cassiato ở mid đổi được một. Vẫn là để solo A. Vẫn sẽ để solo A. Bắn rất cường đến từ Sếp. Điện cục dạ súng thật sự là như thế. Không mấy ông này đúng ông thợ điện rồi. Bây giờ thì đã chuyển về đội hình 2A và Cassiato sẽ được kéo ra của mid đồ dành cho các thành viên của Furia. Pain thì cũng đã chuyển hướng tấn công của mình và nếu như ra mid và bắt được cây Serato thì câu chuyện sẽ là chấm dứt hoàn toàn dành cho báo đen trong trận đấu này. Một đấu hai. Nào, làm gì đến từ cây Serato đây? Góc kề trước rất đẹp và double kill gọi tên anh ta. Quả C4 đã rơi nhưng không thể vượt qua được tên Nithon. Và thế trận bây giờ thì đã là cân bằng về người. Hai vs hai, một tình huống Mazao đang bò vào khu bom side B và hiện tại backside đang có người như Tha Minh. Ôi rồi ôi, sếp nhìn thấy trước, sếp bắn lỗi ạ. Đầu đốt đã lộ ra thông tin đang đứng ở đâu rồi, một pha xử lý một vs một thôi. Nithon rất nhiều kinh nghiệm và Nithon biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Đầu đốt thì khác, đầu đốt khá là non. Và đầu đốt lại thắng, đầu đốt tay to hơn. Ôi, chiến thắng đã có dành cho bên phía của Furia, nhưng mà tôi vẫn đang nhìn thấy một cái thế trận hơi no hope. Và bắn bên phía City side map thi đấu Vertigo bắn kiểu này thì tôi không biết là sang TC, sang T-side với ông Furia ông ấy phi thế nào đây. Chắc mỗi ông một cái động cơ. T-side bắn như thế này thì lại hợp nhá. Ờ lại hợp. T-side bắn thế này thì lại rất hợp. Cục toàn những người không sợ chết.
Ngược lại bên phía của team Pain thì tính nào họ làm đội tuyển bắn City sai được, tại vì sợ chết quá. Chúng ta nhìn ra từ đó mà Kaiserato clutch được một vẽ sai vào gỡ bom. Chắc lúc đấy bên phía của team Pain còn đang phải chờ nhau xem là ông nào yếu hơn thì ông đấy ra trước, nhưng mà ông qua lại thì ông không muốn ra. Ông giỏi thì ông ra đi. Nó xem mấy cái tình huống hay là hay nghĩ buồn cười nhở. À, tê đơn. Xem mấy ông em đây là bắn đau đầu thật sự. Nửa đêm rồi. Mà nửa đêm thì cũng nói là hơi sớm. Bây giờ là rạng sáng rồi. Gần 5 giờ đến nơi mà hai ông này ông bắn thế thì chịu. Bắn tình càng ngủ đúng không em? Bắn như này nó không ngủ. Nó không gọi là ngủ, nó gọi là ngáo luôn. Mà thôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút các bạn nha. Đến cả lượt tiến đấu second half thôi. Vâng, chúng ta đã quay trở lại lượt thi đấu second half giữa các thành viên của Furia cùng với Pain Map Vertigo. Rồi thi đấu này Furia cũng không khác, đội hình của Pain Piston Round là bao tràn nhanh ra khu bít đồ, đẩy thẳng một đường với tận City. Có Biguzer ở đây và C4 đã rời. Tôi xong rồi Furia ơi, ông đi đâu lại ông cầm bom như thế này? AT có một tên đi tóm đổi mạng rất nhanh. Biguzer vẫn đang quẩy và đội bên phía team Furia không thể đổi được mạng cho đội của mình. Bật cả bớt lên thì tôi xin là xin đứng bên phía cũ. Vẫn nhảy bằng được ạ. Biết địch ở đấy rồi nhưng vẫn nhảy ra bắn thôi. Trời ơi, Cassellato. Nhưng không sao cả, 2v3 là còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội đến tới bên phía của Furia. Suri đấm được một mồm tay là to. AT dứt điểm Biguzera, tình thế đưa về 2v1 rồi. PKL thì có giáp, có kỹ thôi, thôi thảm rồi. Thanh trừng đến từ phân khối lớn. Chúng ta cùng xem phân khối lớn chết lại hay không đây. Gỡ luôn ư, hơi khó, gỡ phách thôi. Đây rồi, không thanh trừ được Yuri. Đó, tình huống Yuri làm tốt hơn. Đây, thầy Guri à? Thầy Guri sẽ bắn à? Thầy Guri. Tầm này phải hộ giá gấp thầy Guri vào thôi. Thầy Guri vào bắn đấy thôi. Đêm mất ngủ thật. Tầm này cứ mắc bẫy ông ra ở khu vực định mắc bẫy. Ở anh sót. Map 2 Inferno thầy Guri vào sân. Một vị trí mắc định lâu. Mắc bẫy lâu à? Không có nhiều tường đá bom về này biết không? Đấy tường đá bom về bắn móc bảy nhảy như kiểu mày thích lên spinboard ấy, mày gặp chưa? Sợ thật ạ. Móc bảy một cái gì đó làm nên huyền thoại rồi. Đây ạ, thắng bình của chúng ta đã. Pain sẽ phát bài ra đấu này, họ có những cơ sở có chiến thắng nha, đừng bao giờ chủ quan Furia. Cái động thái lùi về an toàn đến từ Furia thôi, nhưng có vẻ như đang muốn tràn ngược lên lại khu vực bom xay.
đến từ Furia, có được trả vào, mọi thứ đang đồ đạc giải ra rất nhiều đến từ bên phía của Furia. Yuri bắt được Niton và đang lợi thế hơn người. Thậm chí là đội phía Furia hoàn toàn có thể có hơn nếu như họ chủ động chơi cùng. Nhưng có vẻ như trước mắt làm đội của Pain đang dẫn trước thì Furia cũng đã trở nên yên hơn phần nào. Còn ngược lại với Pain ấy, cơ hội để có thể retake round này gần như là không có. Và quyết định họ sẽ là đi xếp súng cả 4 người chăng? Có lẽ quyết định này sẽ là hợp lý nhất tại cái thời điểm không hề có một lượng bom mìn đầy đủ, như là gọi là cân xứng để có thể chơi lại với các thành viên Furia. Đi xếp những cái giáp, những khẩu súng lục thì hoàn toàn có thể chơi tiếp được trong round sau. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn một round thi đấu duy nhất giữa đội của Furia cùng với Pain mà thôi. 8-9 là những gì chúng ta đang được chứng kiến. Bắt đầu có những cái dấu hiệu comeback đến từ Furia rồi. Round đấu sau, một round đấu mà Pain họ sẽ eco thôi, đây tao xem lại. Kiểu mấy ông Furia đang giống kiểu là anh đang thấy nhá, mấy ông ấy bắn bên phía City giống như kiểu là mục tiêu của thầy Guri đề ra biết là gì không? Bây giờ tất cả các học trò làm cái gì bắn nhanh nhanh nhất, bắn thắng hay thua không quan trọng nhất là sao phía T-side để chuẩn bị phi, hiểu không? Đấy, bắn tốc độ rất cao. Một round đấu nhiều khi thoáng một cái thôi, mất tập trung 5 giây thôi là đã xong rồi. Cái gì đây? Thì là bắn cương ở mid, được boost lên, đổi được một chứ khi làm xuống mấy cơ xe tô. Từ từ nhưng Bikuzera mới bắn được có 2 viên mà. Sao lại tay đạn? Thói quen em ơi, thói quen. Chưa hiểu ý tưởng của Bikuzera là gì, Niton ở khu vực Aram thì đã bị bắt bởi Yuri. Các thành viên bên phía của team Furia mất một khoảng thời gian đầu tiên, cuối cùng vẫn là đội tuyển có lợi thế mặt tiền sự. 4-2. Bây giờ thì biết Pigel đang ở middle rồi, bắn rất nhiều nhưng không bắt đi được một cái tên nào cả. Và bom side B đã clear hoàn toàn. Bây giờ thì Furia muốn đánh đầu cũng là dễ như nhau. Vì đánh vào bom side B thì clear, mà đánh lên bom side A thì Naked cũng không có quá nhiều những cái cơ sở để có thể chống trả. Một giáp 1, một 5-7. Địch mà đẩy vào thì coi như là chết chắc. Ra thi đấu chiến thắng gọi tên các thành viên của Furia và bây giờ thì họ đã cân bằng được tỷ số là 9-9. Cảm giác như là bên phía T-side của map thi đấu Vertigo này thì đang là side thuận tay hơn cho Furia. Dẫu sao đi chăng nữa thì đấy cũng đang là những giai đoạn đầu tiên thôi. Pain họ vẫn đang phải chịu những hậu quả từ việc để thua ra thi đấu Piston. Kể từ sau khi mà Pain họ full buy thì lúc đó chúng ta mới có được cái câu trả lời rõ ràng hơn với cục diện ở map thi đấu Vertigo này. Hãy cùng chờ đợi xem round thi đấu tiếp theo có thể sẽ nói lên rất nhiều điều. Mái tóc đến từ AT. Còn đây là Cerato. Còn đây là thầy Guri của các bạn. Còn đây là Nekid đến từ bên phía của gì? Đây là Rick Ghost của bên phía Pain. Phải nói những player bên phía của Furia hay là Pain họ đều đến cùng một khu vực thôi. Nhưng mà trông cũng hơi khá khác nhau này. Tôi phải công nhận là mấy ông bên phía Furia nhìn cũng được. Nói chung là bề ngoài mã mủng các thứ nhìn hàng hóa khá là ok. Quyết định là cầm ốp ra kem mít thôi đến từ vị trí đi thò lại spam đến từ Yuri rồi. Rất ly và trì. Vẫn làm ra đậu đầu tiên với lối chơi cơ bản đến từ các thành viên của Furia. Đẩy người ra ram lấy thông tin, bây giờ middle sẽ bắt đi được Bikuzera. Một round thi đấu hiếm hoi chúng ta được nhìn thấy khẩu ốp trên tay của Sếp lên tiếng. Nhìn ra được chỏm đầu đối phương nhưng không thể vượt qua được PKL. Đội biệt viện team Pain đã gỡ hòa về người và thậm chí Naked còn đang muốn đẩy luôn khu vực A-Ram. Nếu như anh ta đẩy luôn thời điểm này thì sẽ có thông tin để Pain Gaming xử lý. Khi mà các thành viên của Furia khả năng cao là sẽ di chuyển ngược về khu bom side B mà thôi. Thậm chí với việc Yuri bị bắt đi thì điều này càng được củng cố cho đội của Furia. Sẽ là một tình huống đánh mid to B. Nhưng địch cũng đã đoán ra được thông tin này và họ đang bách về một đội hình bắn 3B với một người cương lại khu vực đồ. Chúng ta hãy cùng xem nào. Bắt đầu lộ tiếng rồi, bắt đầu lộ tiếng rồi, Niton đẩy. Thằng mình tốt thì Niton sẽ có mạng, Niton một mồm bằng Niton làm cái double kill bằng Niton. Chưa có triple kill lùi về là hợp lý, đây là Cerato. Ủa, hai ông nào xem cũng chờ ạ.
Và chỉ còn đó là Cassiato 1v3 thôi. Nằm xuống bởi Hazard. 19 dành cho bên phía của Pain. Như đã nói thì những Rotterdam đầu tiên chỉ đơn giản là Pain họ thua hỏa lực so với đối phương thôi. Kể từ sau khi họ full bài được thì câu chuyện khác hẳn. Cách mà vị trí PKL đấu chỏm đầu hay là những cái tên còn lại đội hình Pain họ xử lý đều là rất mượt mà. Và Nissan mặc dù không hề có ốp trong đoạn trận đấu này, nhưng Opper bên phía của team Pain vẫn đã có pha xử lý tốt để giải tỏa quá nhiều áp lực tại khu middle. Công việc còn lại cho Pain thì là rất đơn giản, một cây Serato yếu máu ai bắt cũng được. Hãy cùng xem nào. Rào đấu này sẽ là một rào đấu mà bên phía của Pain họ vẫn sẽ có ốp trên người của Biguzera. Khá bất ngờ nhưng có vẻ như Biguzera là người spawn đẹp nhất để ra kia mid. Đúng là như thế. Nên quyết định Nithon sẽ chơi hy sinh một chút bắn M4S và sẽ bắn cùng với cả đội của mình ở khu vực là Aram. Một khóc đứng được bút lên đến từ phân khối lớn rồi. Một tầm nhìn đẹp ngắm trực diện khu vực Aram đến từ phân khối lớn. Có cả Nithon và đang cương skill như thế này thì setup là quá đẹp cho mà AT biết đối phương đang thay đạn. Có Nekid đẩy ra cover và ngay lập tức thì AT bị nướng chín bởi PKL. Yuri đổi mạng và thế trận vẫn đang là hòa người. Nhưng đổi lại thì lượng máu mất đi Yuri cũng đang là tương đối lớn. Ngược lại bên phía bên kia Nekid cũng chỉ còn lại là 10 HP. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cái đội tuyển này xử lý ra sao trong giai đoạn sắp tới đây. Đội bên phía Tifuria thì trông rất giống là muốn đánh tổng lượng của bossside B rồi. Trong B chỉ có một người duy nhất là Hazard mà thôi. Flash cực trắng. Nhưng bây giờ thì đội của Furia cần phải buff flash đều tay hơn mới có thể dễ dàng đánh bại được tên Hát Rào. Liên tiếp là những quả đồ được trả ra và bây giờ thì cây Serato có mạng, Hát Rào đổi mạng rất nhanh và Rob cũng đã có mặt. Đội hình của Furia chiếm được chọn của bom side B và đang là một thế trận hơn người dành cho họ. Thậm chí là Pigel cũng đã bị bắt đi nữa thì Nekid chủ động là đi xếp lại khẩu ốp trong trận đấu này. 10 đều dành cho cả hai team. Vẫn làm thế trận rất rằng co đến từ cả Furia cũng như là cả Pain nữa. Đây chúng ta cùng xem lại một rào đấu mà ôi rồi ôi thịt nướng rồi Ati. Ati nếu mà viết ngược lại biết là gì không? Chà chà, cá chà đấy. Một tình huống mà nướng cá chà. Cá chà nướng luôn. Đến từ vị trí của Ati. Nekid đi xếp ốp, tỷ số là 10 đều. Mà nói thực sự nhá, nếu mà chúng ta cảm giác nhá, tỷ số là 10 đều thì thấy rất căng đúng không? Nhưng mà từ nãy giờ mà ai mới để ý mà xem rồi đến cuối cảm thấy nó nhanh. Thì luôn cảm thấy bây giờ anh nghĩ rằng ấy, nếu mà một trận đấu như kiểu vừa rồi với En với cả Aslit thì may ra mới hết được thì là first half. Đúng. Bởi vì hai đội đấy rằng coi nhau rất nhiều, đây là thôi. Cứ làm vào ăn vạ nhau. Nhiệm vụ bên phía T-side ấy biết là gì không? 1 phút 35 giây bom phải được đặt. Bom đặt là thua, hiểu không? KPI. Ừ. Chạy KPI. Trận đấu chỉ vỏn vẹn đâu đó 1 phút thôi. Đây, đấy lại bắn nhau rồi. Cứ ăn vạ rồi. Rush luôn cùng bom xe A đến từ Furia. Ôi trời ơi, Nekid đổi được một rồi, vẫn muốn vào đến từ Furia. Sếp đang đi đầu hành đi thứ hai. Rất là nhịp nhàng đến từ sếp. Đây rồi, bắt được PKL ở khu vực A-Shot. 4v4 rồi. Không hiểu là tai nghe của PKL thì có vấn đề gì mà anh ta lại không quay tâm lại trong khoảnh khắc đó. Rõ ràng là những tiếng động tạo ra bởi AT là rất nhiều và khẩu Mark 7 thì đã rơi. Thứ vũ khí cực kỳ mạnh trong những cái tình huống kiểu như thế này. Bây giờ một tình huống 4v4 mà không có spoke để che đi tầm nhìn của địch thì gỡ bom đúng là bằng niềm tin và hy vọng dành cho các thành viên của Pain. Đi xếp súng là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Key player PKL nằm một cách không thể nhạt hơn. Và đó là cái kết dành cho các thành viên của team Pain trong trận đấu này. Udia vươn lên dẫn trước tỷ số là 11-10. Bây giờ thậm chí đội hình của Pain những cái tên yếu thì sao là không có gì trong tay là còn muốn đẩy ra để bắt súng đối phương. Họ bắt đi là hai người chứ cẩn thận. Quả bom này sẽ nổ. Nhưng AT may mắn không nằm. Sự lựa chọn khá táo bạo đến từ các thành viên bên phía của team Pain. Rõ ràng là họ cũng không có gì để mất cả. Và càng làm mềm lượng kinh tế của các thành viên Furia thì càng tốt dành cho các thành viên của Pain trong về lâu về dài.
Ôi, chúng ta nhìn qua một tình huống Manekit. Ôi xồi ôi. PKL vẫn kiểu ngây thơ ấy. Đối phương chạy một mạch là ơ sao? Sao sau lưng tôi lại có địch vậy? Trời ạ. Nào. Wow, rất là nghệ nha. Một tiếng nhảy ra ngoài, Bunny vào cực kỳ nghệ luôn. Đây drop bắt được Nithon rồi, tình thế đang là hơn người mình Furia. Uff, nổ nên. Nên bị lửa dạ dạ như pháo hoa đến 30 vậy. Đấy thì này, Kit có mình mạng drop rồi, nhà tì đổi mạng là tốt. Tình thế đưa về là 4v3, vẫn là lợi thế hơn người cho Furia tôi. Khi như họ đang có tận hai thứ bị hạng nặng. Không muốn bỏ Ram. Furia vẫn chưa muốn bỏ Ram tại thời điểm này. Nếu họ đẩy lên khu vực Aram thì sẽ phải đối diện với khẩu ốp từ các thành viên T-Pain và Biguzera nổ súng. AT nằm và 3 đấu 3, thậm chí là Biguzera biết đã có người tiếp cận bên trong bom sai. Cố gắng đục thùng bom nhưng chỉ là một chút máu mất đi của anh chàng Step và thôi. Chưa đủ để có thể dứt điểm của đối phương. Và combat đang phần nào đó chậm lại đến từ cả hai team. Họ đang cần phải thiết lập những cái thế trận có lợi dành bản thân mình trước khi đẩy vào. Góc đứng của Step đang là rất đẹp. Và thậm chí có Yuri có thể cover bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ hát sao tỉnh táo quá và xếp xa đi. Yuri đang chờ tạm mình, nếu có thể đẩy ra cây xe ô tô câu kéo thời gian và bắt đi được một người rồi. Nhưng ngay lập tức hai thành viên của Furia nằm xuống mà không có một lời từ biệt nào cả. 11 đều lần lượt ăn miếng trả miếng nhau đến từ cả hai đội tuyển này. Và chưa ai chịu nhường ai cả. Cứ liên tiếp một team vừa lên dẫn trước thì team còn lại gỡ hòa. Tiếu tê trông rồng lắm. Sống mắc 3 nữa, ôi trời ơi. Hai đúng là hai ông đến từ Brazil này các. Bắn rất phong khoáng, có vẻ như hai đội tuyển này đã quá hiểu nhau rồi. Họ gặp nhau quá nhiều, đâm ra họ đã có một cái thói quen. Bắn là phải công hiến. Ôi trời, ông Yuri tay tủng xăm kia, các thứ nhìn kinh phết đấy các bạn ạ. Mười một đều. Và chắc lẽ là tôi sẽ phải nói với cả một cái lời thôi. Đó là kiểu tóc under. Nó là mốt rồi, undercut. Khi round quan trọng dành cả hai team và Naked đang bị đục đẽo. Mất một lượng máu tương đối và bây giờ thì anh ta chủ động lùi về. Nhưng địch di chuyển quá hơi và Naked có mạng, Yuri lại xuất hiện. Và vẫn chưa thể có lợi thế bật đến sự dành cho Pain. Nhưng vẫn còn đi to ở khu vực Aram và liệu rằng các thành viên của Furia có ngờ tới điều này không đây. Trong khi đó thì bom xe B cũng đang gặp nguy hiểm và hát sao đang là người đóng vai trò key player. Và với cái double kill này thì thôi xong rồi Furia ơi. Bắt buộc phải đánh lên A. Tiếng lộ ra là quá nhiều và đi to tiếp cận vào bên trong quả smoke. Rất tự tin đến từ Niton. Và thế là hết dành Furia. Và thi đấu này chính thức nói lời từ biệt với họ. Không có một cách nào để giành chiến thắng được nữa cả. Khi mà địch đẩy đến như vậy hay quá rồi thì đành phải chịu thôi. Thầy lỗi. Sếp thì quá chớ. Ôi trời ơi. Một tên đạn sấy mà chắc có lẽ rằng cho Anna vào sấy còn sấy được đúng không Anna? Rõ ràng. Địch rõ ràng không để tâm vào mình. Việc đặt tâm bóp cò thôi là sẽ chết. Và đấy em vừa sấy tay còn lại cầm hẳn cốc trà đá uống cho cẩn thận. Mất khoảng 2 giây mới nhận ra vấn đề mà đi thon này mà vẫn có mạng. Lắc đầu, bắt đầu lắc đầu rồi. Thấy Gori bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Đã sắp chuẩn bị ở nhà rồi. Có slot legend được kỳ major sắp tới nhưng mà lại không có mặt tại. Đó là giải Blood Final thì nó có một cái gì đó quá đáng tiếc đi. Ở đây thì PKL bắn ốp tốt ở mid, bắn chết một người yếu một người. Biguzira như đi chợ vậy và hết rồi. Hết thật rồi, Cerato bắn hay đó nhưng cũng không thể làm được gì thêm nữa cả. Có những cái tín hiệu bắt đầu trôi đến từ các thành viên của Furia. Lần đầu tiên mà chúng ta thấy họ không thể đưa ra lời đáp trả với các thành viên của Pain trong cái chuỗi lên điểm của cả hai team. Và bây giờ thì cách biệt đã được nới rộng hơn là hai round thi đấu. Furia round này thì vẫn bài được thôi. Đây cũng đã là một key round dành cho họ. Nếu nào thì đấu này để thua thì rất dễ họ sẽ để cho các thành viên của team Pain lên được cho mình con số 15. Nhưng chắc chắn là nếu như các thành viên của Korea họ giành được cho mình chiến thắng thì cũng sẽ đẩy đội của Pain vào một cái tình thế hiểm nghèo. Vì mà lượng kinh tế này trông thì cũng phải là giàu có nhưng cũng sẽ chỉ là đủ để có thể buy được thêm một round thi đấu nữa dành cho đội của Pain mà thôi. Khoảng cách là 2 round, safe.
Cần có lửa trả ra nhưng hết lửa rồi, lên chết chạy. Check chay đến từ Furia. Và bây giờ Nithor nếu như không bị check mà thằng mình tốt thôi là sẽ có cho mình ít nhất là 1 đến 2 mạng. Đây rồi, 1 mạng. Không thể làm đôi. Cái thằng mình vừa rồi là cái thằng mình hơi sớm quá đến từ bên phía của vị trí Nithor. Vẫn muốn lên à đến từ Furia. Đây thì Nekit cũng chỉ đổi được 1 mà thôi, nhưng bom thì đã rơi rồi. PKL thì chết chay. Hơi khó, bắt đầu có dấu hiệu là hơi khó dành cho Pain. Họ vẫn còn đó Biguzera cùng với cả hát dao nữa. Nết trả ra quá chính xác, Kureseto nằm xuống rồi. Hát dao bắn yếu được một người hát dao. Tân nạn thứ hai thì là chờ. Góc kiểu ốp đẹp dành cho Biguzera. Hoàn toàn Biguzera có thể bắt được ít nhất là một người bên phía của các thành viên Furia. Chúng ta cùng xem nào, có được một mạng rồi. Kê ngang thôi là sẽ thắng. Cực kỳ khôn khéo, thay đạn nữa thì lại cẩn thận quá. Tôi nghĩ là không, đâu 8 viên là thừa. Đang căn thăm mình. À, đối phương cũng fake. Mấy ông đi xử lý các anh nhìn đấy. Lại fake. Đây bắt đầu ra rồi. Biết đối phương fake rồi. Lần thứ 3 vẫn fake. Fake 3 turn. Quan trọng là địch thì quá chì. Nhưng mà quả đấy cũng bắn cũng lỗi. Nhưng viên đầu tiên bắn vào mồm địch thì là thắng rồi đấy. Nhưng mà viên đầu tiên đã bắn vào vai địch. Hơi đen. Fake là ai đấy, mà bắn thì hơi gì thì... Cơ bản thì cái tình huống vừa rồi, người chơi cuối cùng với cái team Furia thì cũng khó lòng mà có thể đoán ra được là địch sẽ đi ra từ đường nào. Ati mặc dù là phản xạ tốt, nhưng mà rõ ràng là cái địa điểm viên đạn nó cần trúng thì nó lại không tới. Đạn cần bay vào đầu, mà bắn vào đầu gối thì rõ ràng là không ăn thua. Quyền tác thích của thám áo cuối cùng đã được sử dụng đến từ các thành viên của Furia. Round thi đấu trước là Kira và họ thậm chí cũng không đặt được quả bom. Đồng nghĩa việc round thi đấu này, hỏa lực sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Tinh tế đưa về đang là một cái thế trận. Rào đấu mà bên phía Furia họ hấp bài. Như vậy là khả năng cao đã muốn cứu Mass Boy đến từ Furia rồi. Hấp bài là một cứu Mass Boy. Đánh kít bắn rất cường cục ram luôn. Nết trả ra nết đúng quần rồi. Lại thêm nết nữa. Ui xôi ôi. Chưa nhìn thấy mặt đỉnh đầu thì đã bị spam chết. Quá đen. Lộ tiếng, chắc chắn là lộ tiếng. Nhưng mà vừa rồi là tình huống fake die. Đốt người có mạng đen kít đào tìm đổi mạng Niton. Có lên chậm. Nhưng mà nhìn máu kìa em ơi. 1-1-16, mỗi một người 100. Nên một quả hết nữa mà đi cả đôi. Em bị mất đây. Chán thực sự đến từ tay về Furia. Trông thì tưởng là một đoạn thi đấu có thể tạo ra một sự đột biến nhưng không. Cuối cùng thì chẳng có một sự đột biến nào dành cho họ cả. Bộ đôi còn lại Yuri cùng một cây Serato sẽ phải làm sao đây. Kìa PK đang chủ động đẩy ra rồi. Yuri sai thảm mình đến từ Yuri. Một cây Serato bị bỏ lại một mình. Đối phương biết đang ở trong spot của PKL. Nhìn cái tình huống flick tầm mà xem. Tôi không biết phải nói gì nữa. Thật sự nói là trận đấu này nó có mang lại quá nhiều tiếng cười các bạn ạ. Ngóng một cái nhìn về tình huống 4v3. Ui, có cơ hội nè. Quay ra nhìn hai ông, ôi cay, Zuri cay quá. Biểu cảm rất là đáng yêu đến từ Zuri. Hơi nóng vội rồi Zuri ơi, bình tĩnh lại nào. Không có gì hết, 30 chưa phải là Tết mà. 4 cái Mass Boy có thể cứu được nhưng mà Nekit đi quả này hay quá. Một tình huống di chuyển quá khéo của Nekit, ui xuôi không biết gì cả. Và thậm chí còn đi được về luôn. Ra bắt Nekit là khả năng cao sẽ nằm, nhưng không, đó là tình huống spam gần hết đạn đến từ Nekit. Zuri làm cái double kill. Zuri bật mốt điên rồi. Và AT thì có một cái mạng của PKL. Một tình huống đi bài tờ ở mid đến từ drop. Và drop bắt được ai hay không đây? Sẽ là kẹp vào bom xa từ cả hai đường đến từ Furia và Biguzera bị bỏ một mình. Ốp đã lộ thông tin. Bây giờ thì các thành viên của Furia có vẻ như đang hơi chần chừ. Cảm giác là một khẩu ốp bên trong bom xa mà đánh tổng lực vào thì hơi khoai. Và lại quay ngược trở lại để đánh B. Nhưng có hát ra đang ở B và một khẩu M4 với một quả smoke thì hoàn toàn có thể xử lý được. Địch thì cũng chỉ còn lại một lửa thôi. Quan trọng là ba quả flash này đến từ thành viên của Furia có đủ để làm khó hát ra hay không.
quyết định là bò chạy vào, không phải quyết định khôn ngoan rồi. Và AT nằm xuống, thậm chí gây sợ tổn thương lại nửa cây, nhưng BQZ đã mít đồ thì lại chết chảy. Drop bắt được mạng, nhưng quan trọng là hai thành viên cuối cùng của Furia đều là những thượng binh. Và Hát Giao đang có cơ hội để có thể clutch, đọc não quân địch và chủ động lùi ngược trở về khu vực bom xe A, nhưng vẫn muốn ngó qua một nhịp tại mít đồ đến từ Hát Giao. Check rất cẩn thận, sợ rằng địch sẽ bài tờ nhưng không được. Drop cằn thầm mình quá tốt. Và đội hình bên phía của team Furia họ vẫn chưa hết hy vọng ở map thi đấu Vertigo này. Chúng ta có thể thấy được rằng là những tình huống mà những đợt đạn bắn đến từ Drop cũng rất khét lẹt luôn. 3 mét spoil phải cứu và Eco để tìm biến hấp bài bên phía của Pain. Chính xác một đào hấp bài, Nết đủ trả ra. Và đây tình huống mà Nithon đi qua đời nhau luôn. Đi qua đời nhau đến từ Nithon với cả AT. Có vẻ như bắt đầu là bóp côn xe gió đến từ AT, là phóng không số lùi, không điểm dừng luôn mà. Ôi đồ, double kill dành cho Mekit với một khẩu Mark 7. Khẩu Mark 7 mà đánh vào đầu thì nó đau lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem nào. Biguzera vào trong một tay không được rồi. Niton đẩy ra không thể vượt qua đối phương. Bây giờ Mekit không thể tạo thêm một phép màu lần nữa. Một tình huống đi tanh mẫu mực lên từ safe. Và bị Hát Rào lại một lần nữa bị bỏ lại một mình. Với một khẩu Digo, cơ hội coi như là chấm dứt dành cho Hát Rào vào thi đấu này. Có lẽ phải cần đến một phép màu thì đội hình của Furia họ mới có thể để thua được. Những pha đấu chỏm đầu thì rõ ràng là tay của Furia cũng không ngán Hát Giao một chút nào đâu. Bây giờ thì Sếp là người dứt điểm đi anh ta. Một round thi đấu tỏa sáng cá nhân đến từ Sếp. Và chiến thắng thì vẫn chưa thể gọi tên bên Gaming. Dẫn 15-11 mà bây giờ còn để kéo vào lượt thi đấu overtime thì không biết phải nói gì về Pain nữa đâu. Chỉ còn đó là hai cái match point dành cho bên phía của Pain mà thôi. Họ đang gặp khá nhiều những cái khó khăn rồi. Và chúng ta có thể thấy được rằng là bên phía của Furia thì mặc dù họ vừa rồi đau đâu đó một đau thắng cho họ, nhưng họ cũng trả giá khá đắt đấy. Khá bất ngờ về cái việc mà Pain không ăn ốp. Thương tiền lên ốp lại không dùng ốp. Ui rồi thảm mình kìa, PKL ăn hết. Có đam mấy... Có vẻ như là chưa. Vẫn còn cho mình đó là 41 HP để thì lùi về. Nhưng đổi lại Furia đã kiểm soát khủng mít đồ rất dễ dàng. Bây giờ thì Hát Giao bắt đi được tên của Sếp. Nết bồi ra mít đồ là khá đau, nhưng PKL đã bị bắt đi. AT tiếp tục có mạng. Và các thành viên của Pain đang phải cố gắng để có thể chống trả. Crystal vẫn có thể có một trước kịp đắm xuống. Hát Giao cố gắng tìm thêm thì không được rồi. Và Nekit chám vào rất hợp lý. Thế trận 1 vs 2 dành cho Nekit. Và nếu bắt đi được người cầm bò mít đồ sẽ là có cơ hội nhưng không được. Và thôi xong rồi. Round thi đấu cuối cùng ở map Vertigo này. Pain yếu tiền. Toàn rồi. Đúng những gì mà tôi nói em ạ. Sắp OT rồi. Overtime. Overtime giữa Pain và Furia. Tôi không biết rằng điều đó có xảy ra hay không nữa. Nhưng mà thực sự nó là một cái điều gì đó rất điên rồ. Cả trận thi đấu BO3 này. Cái đầu tiên là có những cái màn trình diễn có thể nói rằng là quá là cháy. Nếu như Pain ra đấu này họ thì đấu tốt thì họ vẫn còn cho một cơ hội. Mặc dù đây mới xem một round đấu mà họ sẽ yêu tiền, nhưng họ để thua đâu đó khoảng 3 round thông rồi. Đâm ra được loss bonus hiện tại cũng đang là một con số khá cao. Họ có thể có chuẩn bị những cái lượng hỏa lực ổn được. Vẫn không thể có ốp, nhưng nó sẽ là những cái khẩu M4S cũng như những khẩu một P9, những khẩu Famat, những cái lượng vũ khí để họ có thể nghĩ về một cái chiến thắng trên bên phía của Furia ở round đấu này. Furia đẩy 3 người ra mid thì Pain đáp trả bằng con số 2. Hát Giao góc kê rất đẹp và có thể gặp Biguzera nữa. Tới cùng chờ xem nào. Hát Giao nổ súng có một rồi, Biguzera cũng bắt đi được một người. Đội bên phía của team Furia bây giờ đã phải cố gắng đổi mạng. Nhưng Drop bị ăn quá nhiều flash và không thể lùi về. Drop vẫn có thể bớ thêm được một cái tên nữa. Pain không dám đẩy lên khi Famat đã hết đạm. Sếp bỏ bên trong bom sai bắt đi được PKL. Yuri phải nằm. Nhưng đây vẫn đang là 2 vs 2 và thậm chí còn là có lợi dành cho các từ của Furia luôn khi nó là 2 vs 1. Một mình Nekit liệu rằng có thể crush được hay không đây. Địch thì chỉ quanh quẩn lượng máu từ 12 đến 46 mà thôi.
Còn Naked thì là con số 100. Nhưng đây đều là những khẩu AK, một viên vào đầu, coi như là Naked sẽ ra đi. Quyết định là bàn nề rất dẻo, trông thì đẹp mắt đấy nhưng đúng là vô dụng. Và vị trí của các thành viên Furia đã đưa loạt trận thi đấu này về với overtime. Không thể tin được, 15-11. Tưởng chừng như không gì có thể cản bước được Pain Gaming. Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải đến với loạt thi đấu overtime. Pain Gaming nhá. Không ai có thể cản bước được Pain Gaming. Cái gì em nhỉ? Đầu tiên phải lời là gì nhỉ? Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Những lời đàm tiếu qua được Pain Gaming. Được Pain Gaming. Làm một đường thông 4 round luôn cho nó cẩn thận. Lời đàm tiếu qua loa linh tinh, không thể cản bước được Pain Gaming. Toang rồi anh em ơi. Cuối cùng là Furia là người cản bước được Pain Gaming chăng? Chúng ta cùng xem nào. Rào đầu và bên phía của Furia đang bắn khá chậm. Họ có ốp trên người vị trí của anh chàng là sếp. Còn ngược lại thì Pain không bắn ốp đến từ Nithon, lại bắn 5M4S. Một cái chiến thuật khá là dị đến từ bên phía của Pain nha. Bigurizera solo mid bắt được 2, không thể làm 3. Chỉ là một tình huống bắn yếu đi crop thôi. Nhưng đây cũng là quá nhiều lợi thế dành cho Pain rồi. Và nếu lúc này mà họ không còn tận dụng được thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì với các thành viên của Pain nữa cả. Furia đang muốn đẩy lên cụ bom side B và trong B vẫn còn hát dao, vị trí solo quen thuộc. Ati lộ tiếng và nằm xuống ngay lập tức. Yuri và Drop thì vẫn chưa thể đổi mạng. Và đội hình của Pain đã bách về tới nơi, bây giờ thì hát dao biết địch đang ở đâu rồi. Đội hình của Furia thì vẫn đang spam trong vô vọng. Nhưng chưa có một cách nào để có thể bắt đi một thành viên của team Pain cả. Và Niton là người bớ được Yuri. Drop cũng chẳng thể làm gì hơn được hết. Brother được chiến thắng khá dễ dàng dành cho các thành viên của team Pain. Và đang giúp họ dẫn trước một round thi đấu ở lượt thi đấu overtime 1 này. Họ thắng như này từ trước có phải là tốt không? Sao bây giờ lại OT2 quả nữa thì thôi. Xin là xin vị biết cũ luôn. Ta cùng xem nào. Ra một tình huống này sống dập lửa luôn. Nó sẽ là bằng qua luôn hay không đây? Uff, đề dạ rất đau người của Anti. Còn có lửa chất sàn bách thì không có ai trả lửa hết ạ. Nithon vẫn đang... Ôi không ai chất sàn bách hết. Bây giờ biết thì có lẽ đã muộn hay chưa đây. Cosetato kịp đổi một đôi. Dezuri làm mình cái double kill rồi. 3v2. Ui, spam chết luôn. Được người đứng trong smoke đều đi. Làm chỉ có đè kit đến từ step. 3v1 quá nhiều lợi thế rồi. Liệu rằng đoán được Nithon là đi mắc hay không đây? Thấy Nithon bắn cương luôn. Quá cục đến từ vị trí của Anti. 6 máu clutch 2. Trông có vẻ như là không thể đến từ hát sao rồi. Vẫn còn đang phải phỏng đoán xem địch đang ở đâu. Và vị trí của hát sao có lẽ khó lòng nào có thể nghĩ ra được địch đang đẩy tận hai người trong ngách. Trả scope ra và cố gắng gỡ bom thì cũng khó. Bắt đi được sếp tập đấy, nhưng rõ ràng là lượng máu quá thấp để có thể thực hiện một tình huống ninja defill. Tỷ số được cân bằng là 16 đều dành cho cả hai team. Round thi đấu trước, các thành viên bên phía của team Pain hạ gục được đội hình Furia nhanh bao nhiêu thì round thi đấu này Furia trả lại hết. Mười sáu đều rồi. Ai sẽ là người được 17-16 đây? Em dự đoán đi, Hana, sẽ là ai? Pain. Anh nghĩ sẽ là vị trí của Furia. Điếc không sợ súng. Đây, cùng xem Furia nào. Họ đang buồn đầu đến chết rồi. Đây rồi. Ui, làm đôi luôn. Nithon đẩy ra, chết chay. Yuri vẫn làm cho mình được cái double kill, nhưng mà hiện tại thì Yuri cũng thương binh lắm rồi. Lại đi đẩy tiếp, một tình huống đẩy đúng một đường thẳng luôn đến từ hát rào. Đang có Yuri kê lại khu vực A-Ram. Và nếu như hát rào đẩy thì phải rất cẩn thận, bởi vì hát rào mà nằm thì bom side B sẽ clear. Và thông tin này chắc chắn là được báo về cho đội của Furia, và quyết định của hát rào là chờ địch bách về. Khá là khôn ngoan đến từ cái tên của hát rào.
Quan trọng nhất là Furia thì họ có suy nghĩ phức tạp đến như vậy hay không thôi. Thường thì Furia cái thời điểm này họ không suy nghĩ phức tạp đâu. Họ sẽ chờ tầm khoảng 20 giây, tức là còn khoảng 30 giây nữa thì hết round. Tất cả cùng nhau ập một đường vào bên trong khu vực bom xe A, cùng nhau set đồ, set flat. Lúc đó thì cái lượng tài nguyên bên phía của T-Pain cũng không còn là quá nhiều nữa vào đây. Đây là khoảng thời gian chín muồi để đội bên phía của team Furia họ làm điều này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Hát dao cùng với PKL thì bắt đầu sợ là bom side B có biến rồi. Đang bắt đầu chủ động lui về đến cái bộ đôi này của Pain. Còn ngược lại với Furia thì họ cũng không còn giấu giếm ý đồ của mình là đánh lên bom xe A nữa. Hát dao bây giờ sẽ đã tự tin hơn để có thể đi đây. Một đường thẳng băng đang chào đón anh ta. Furia tầm này thì không thể nào check lại đằng sau lưng được vì thời gian là quá cận kề. 10 giây còn sót lại. Biguzera vẫn đang có đồ. 7 giây và quả bom sẽ được đặt rồi, nhưng Hát dao móc ngay sau lưng và không thể làm gì hơn đến từ đội của Furia nữa. Round thi đấu chiến thắng dành cho đội hình của Pain. Và tỷ số lượt first half, lượt OT thứ nhất tạm thời là 17-16 nghiêng về bên Gaming. Bắt đầu có những cái động thái là cảm thấy hai đội tuyển này đang, cả hai đội tuyển đều là những chú thợ điện. Hơi ngu một tí, họ đầu nhau thì chết rồi. Lại chuẩn bị một cương đến từ AT ở khu vực ARAM này. Góc đứng rất quen thuộc thôi, khả năng cao đối phương sẽ chết. Ui xôi ôi, nhém bom, vẫn nhém bom. Xây khô cả tóc, sới được ăn 3 bát cơm rồi mà PKL vẫn chưa lại có mình cái mạng của cái tên AT ạ. 4 đấu 5 và Pain còn đang có một người yếu máu. Nhưng may mắn thay là vị trí yếu máu đó lại là Nithon, Oper của họ, nên điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến cái cách chơi chung của Pain. AT thì chủ động là đứng trốn luôn ở bên trong quả smoke này. Bây giờ theo tham mình thì cũng đã bách ngược về với những người đồng đội của mình rồi. Còn P thì vẫn đang chờ xem Furia có đẩy giống như những gì đã diễn ra ở lượt thi đấu first half hay không thôi. Nhưng mà có vẻ như Furia đã rút ra được bài học và quyết định của họ sẽ chỉ đơn giản là bắn cương, không còn lại tình huống đẩy cục nữa. Bây giờ thì AT một mạng nữa dành AT là quá đủ rồi. Vị trí lý toàn bắt đi Yuri từ từ nha, có thể như vậy vẫn là chưa đủ đâu AT ơi. Nếu những người đồng đội của anh vẫn có tiếp tục bắn như thế này, Sếp trốn ở bên trong bao cát, bây giờ bắt buộc phải bị lùa ra dưới quả lực của đối phương, không thể có mạng đến từ cái tên Sếp. Lợi thế bỗng chốc thay đổi và Pain đang đội tuyển hơn người, nhưng góc đứng của Drop đang là một góc đứng rất đẹp. Drop hoàn toàn có thể đuổi hạ tại thời điểm này. C4 đã rơi, trò chơi có lẽ đã kết thúc và double kill dành cho Drop cũng đã chấm dứt hy vọng của đội team Pain trong round này. Tìm thời gian còn lại là không nhiều, 7 giây, cuộc chơi trốn tìm đến tất cả hai anh chàng Naked cùng với đó là vị trí của Drop và không đủ đạn để spam được đối phương. 17 đều dành cho cả hai team. Cuộc chiến vô cực. Cuộc chiến vô cực. Cuộc chiến vô cực. Trong sự bất lực đúng không anh em? Là cuộc chiến vô cực trong sự bất lực. Không. Avenger Infinity War mà. Hai ông này bắn như thế này, thật sự nếu như mà cứ tiếp tục với cái tình trạng như thế này nhá, em dự đoán có OT4 thôi. OT4 á? Kiểu cứ mỗi ông gỡ một round, mỗi ông gỡ một round, cái kiểu bắn như thế rất thẳng co lắm. Đây rồi, AT có... Ôi! Đây rồi, sự khác biệt đã có đến từ Furia. Spam chết luôn, đứa Naked luôn đến từ Cassinato ở middle ạ. Ở đây thì là sao đây? Lithon với cả Hát Dao làm gì đây? 5v2 vẫn còn thua nữa thì... Ui xôi ôi, ông sếp, ông cường quá. Lại thành quá cường. Nhưng mà vẫn đang bị gấp đôi về mặt nhân sự đến từ Pain. Địch thì khá là chill. Rõ ràng là thời điểm hiện tại Furia chẳng có lý do gì để đi đẩy nữa cả, khi mà họ đã có một góc bút đẹp đến như vậy với chơi của bom xe A rồi. Những người chơi khác như là cái tên của Drop thì hoàn toàn có thể di chuyển một cách tự do, lấy thêm info cho đồng đội của mình.
Còn cây Serato chỉ cần một nhiệm vụ duy nhất, đây là giữ lại của bọc tại B thôi. Nhưng với việc bọc B nó bắt đầu trả đồ ngược lên A và tạo quá nhiều tiếng động, thì Furia biết họ sẽ gọi người về, đó là điều chắc chắn. Hát giao liệu rằng có thể vượt qua được tên Yuri hay không nào. Ta cùng xem nào. Euphoria rất thích bắn nhau. Thôi lại muốn chết rồi, đã sắp chết rồi. Lại sắp chết rồi, đúng là như thế. Ôi xôi. Yuri nằm xuống ai vết ai. Hết rồi. Phát này thì Cerato di chuyển. Quá di chuyển của Cerato. Có được một mạng và thời gian không đủ nữa. Chạy được rồi, chạy. Chạy thôi. Như vậy là tỷ số thì đương nhiên nó sẽ là 18-7 cho Furia. Và đây là một cái match point duy nhất mà Cerato đem về được cho 5 player bên phía của Furia. Một match point duy nhất. Và chưa một khoảnh khắc nào trong cuộc sống này tôi lại là một fan trung thành của Furia đến như vậy. Hy vọng là Furia sẽ giành chiến thắng và kết thúc nỗi đau của map thi đấu Vertigo này đi. Vì hai đội tuyển này bắn đau đầu quá. Hai team này bắn thực sự không để lại một cái điểm nhấn gì cả. Đơn giản là cứ phi bắn nhau tay to. Ông nào phạm lỗi sai nhiều hơn, ông nào sấy chớ hơn thì ông đấy thua. Không có điểm nhấn về mặt chiến thuật. Chẳng có bất cứ một cái sự hoa mỹ nào trong lối chơi cả. Chỉ thấy phi thôi. Một kill round quyết định trước khi OT2. Chúng ta cùng xem nào. Một fan trung thành của Furia 20 năm, tôi tin họ có thể làm được. Đấy là trên xét diện của một fan. Còn đối với một counter thì đương nhiên tôi luôn phải có những cái suy nghĩ trung lập. Đó là một round đấu bên phía của Furia đang quyết định là họ sẽ bắn 2-1-2. Và đang một cái đội hình thi đấu khá là chậm rãi đến từ bên phía của Furia. Bỏ chay, cố gắng lấy lợi thế đến từ PKL. Nhưng chưa thấy bất cứ tên nào cả. Còn ngược lại setup của Furia thì là setup quá đẹp. Yuri được boost lên và góc đứng này chắc chắn sẽ nhìn thấy cái chọc đầu của đối phương trước. Biguzera vẫn bắt đi được Yuri. Đội hình của Furia đã thua người rồi. Những cái tên còn lại liệu có thể làm được điều gì hay không? Ati ơi, không được rồi. 5-3 sẽ có bên gaming. Và bây giờ thì Furia chỉ còn lại hai người bên trong bom Saya mà thôi. Đội của bên đẩy lên tôi xong drop cũng chết chay. Còn cây Serato còn xếp là còn hy vọng quả lửa trả ra. Nhưng nó vẫn không đủ để có thể cản bước được bên gaming. Không còn bom mìn thì cứu bom bằng niềm tin đến từ các thành viên của Furia. Nào chúng ta sẽ cùng chờ xem phép màu được tạo ra. Chẳng có cái phép màu nào đây cả, chỉ từ cái chết đến từ cái tay của Furia thôi. Chúng ta sẽ đến với loạt thi đấu overtime thứ hai. Những điều đàm tiếu qua loa lân tinh không thể cản bước được bên game. Tôi không hiểu nổi à, tại sao lại có thể OTI được à? Trời đất ơi, cứ tưởng rằng đây sẽ là một ngày được nghỉ ngơi, nhưng mấy anh Brazil bắn thế này thì chắc bắn đến sáng rồi. Rồi ta đến với trận đấu nào. Thử thách 6 ngày 6 đêm cắt cắt đến chết. Get go. Thử thách 6 ngày 6 đêm cắt Atalit đi thôi. Get go. Ta cùng đến với cả round đấu tiếp theo nào. Nết rất đau, Biguzera bay nửa cây máu nhưng Pikel đang đẩy lên, địch lại up vào double kill không thì các bạn thứ ba nhưng Ati cũng đã yếu máu rồi. Cơ hội được mở ra dành cho các thành viên của Pain từ khoảng thời gian rất sớm. Bây giờ thì Furia mới đang là người cần phải vội.
Họ đang mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực bom site B khi mà Keiserto bắt buộc phải kéo về để bắn mid và thậm chí là kéo về bắn luôn A cùng với những người đồng đội của mình. Một cái kịch bản mà nó đã từng diễn ra một lần ở trong lượt thi đấu first half. Nhưng mà rõ ràng ở trong cái đa vũ trụ đó thì đội hình của Pain họ bắn chết cả A. Do thi đấu này thì có vẻ Pain đang hiền hơn rất nhiều. Đang muốn kéo quả C4 ngược trở lại khu bom site B nữa không? Chạy một vòng rất xa, cuối cùng lại đi để trở về và lại cầm bom lên A đến từ đội của Pain. Drop bạn đây hay không đây? Một mạng đến từ Drop, không thể có double kill được. Tình thế đưa về là 2v3 rồi. Bên phía bom xe A có vẻ như mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. Cristiano giờ làm 3 may ra mới thắng, không thì sẽ là thua luôn đến từ bên phía của Furia. Bắt đầu spam vào đó nhưng mà nó chưa đủ để hạ gục đi vị trí của anh chàng hạt rào. Liên tục tiếng spam. Ui xôi, spam chết luôn cả Dithor lại một tiếng thần rùa ủng hộ Ati ạ. Trời ơi, Ati biết sót có người, đó là hạt rào. Hiện tại người đang khỏe máu nhất là Naked cơ. Naked góc đứng rất khó chịu của Naked. Naked bắt được Cristiano và Naked làm đôi. Ôi ôi, bắt đầu có cái kịch bản nó giống tương tự map thi đấu. Nhầm, chính xác là giống tương tự OT1. Bắt đầu hơi lù, thật sự các bạn nói thế. Chia sẻ thật với anh em như thế này. Chiều nay thì tôi cũng được khởi động cơ miệng một tí ở tự game PUBG. Sau đấy tôi quay về và cắt được tận 2-3 thì nó sẽ chỉ có cái giới hạn nhất định thôi. Chưa kể tôi lại là một người chuyên phân tích và bắn hai team cứ phi vào bắn nhau như thế này, xem trận đấu nó rất là nhàm. Quay trở lại những diễn biến chính thì mới chỉ có một tình huống 1-1 đến cả hai team. Yuri có vẻ đang muốn hơn. May mắn là tình huống vừa rồi Nito lại không phải là tham minh kéo ốp ra. Lửa nết đều được bồi vào, Yuri mất đi chuẩn 40 máu. May mắn là đó là một viên đạn xuyên tường đến từ Niton, nếu không thì Yuri đã phải nằm. Lợi thế hơn người thì chưa có cho Pain, nhưng nhìn chung về mặt máu thì họ đang phần nào đó có được một chút những cái sự khác biệt so với các thành viên của Furia. Wow, đầu súng đã nổ ra rồi. Đạn spam của Naked đang có một cái độ chất lượng còn khá là tín. Mà nhìn qua một chút cái lượng máu hiện tại của Pain cũng đang là cực kỳ báo động. Hai player đang còn cho mình khoảng gần nửa cái máu. Cái tên vị trí của anh chàng đó là hát rào thì gần như là ăn một viên đạn thôi là sẽ chết. Lộ tiếng rồi. Sếp đã lộ tiếng và sếp chết chay. Tình thế đưa về là 4v3, đang có một chút lợi thế về người dành cho Pain. Búp phun đồ tràn bom xài A, nhưng bom A của Furia thì cũng đã có hai người tự búp flat để băng qua Spock đến từ Drop, nhưng ăn một quả flat rất mù của Naked. Yuri góc kề ngang cần phải có mạng, không được, cái tay Bigusera là cực to. Keiserto một mình chống Mafia và địch đang đặt bom kia, không được đâu sói ạ. Bỏ qua Spock, Bigusera thừa biết trò này rồi. Và chiến thắng đến với các thành viên Mythic Team Pain. Hai round thi đấu chiến thắng liên tiếp. Đang có một chút những sự khởi sắc đến từ lối chơi của Pain. Lượt thi đấu overtime thứ hai này. Cơ hội đã đầy chứ đâu. Không phải bây giờ sẽ không là bao giờ cả dành cho bên phía của Pain. Một round thắng nữa thôi thì họ sẽ có cho mình rất nhiều những cái match point. Hãy cùng xem nào. Quyết định ở bên phía của các thành viên Furia, họ sẽ làm gì đây? Đây rồi, xếp dứt điểm Bigusira rồi. Tình thế đang đưa về 5v4 nè. Kit bắt được AT cân bằng với người PKL đã bị spam yếu, chỉ còn một HP thôi. Đó là vị trí của Yuri. Bỏ mid đến từ bên phía của Furia. Nithon bắt được xếp, Nithon còn 7 máu. Trả smoke ra để sủi về đến từ Nithon. Liệu có về được hay không đây? Bất chỉ đến từ Nithon phải chờ một quả tham minh hợp lý thì mới bắt đầu di chuyển. Và anh ta đã lùi về được an toàn với những người đồng đội của mình.
Rồi biệt thự team Pain sẽ chuyển hướng đánh ngược lên khu vực bom sai B thôi. Và đây đang là bom sai và Furia bỏ trống hoàn toàn. Với việc mà đội bên phía của team Furia thường sau khi mà để mất đi nhiều người, họ sẽ bắn một setup hai người của bom sai A và một người ở middle. Đó gần như là một setup default mà bắt buộc team nào cũng sẽ phải bắn, chứ không chỉ riêng gì có thể là Furia cả. Hoặc hơn thì có thể là một setup 1-1-1 cũng làm setup đẹp. Nhưng có vẻ như Pain vẫn chi. Trong chữ Pain thì không có một chữ B nào cả nên nó không muốn đánh B. Quyết định vẫn là lên A và Pigel là người đầu tiên mà nằm xuống rồi. Double kill cho Dog Nissan đổi được mạng. Và đưa thế trận về là 2 vs 2. Quyết định đưa ra đến Pain cũng là rất nhanh. Sẽ cùng nhau chạy một đường về khu bom sai B thôi. Vị trí của cây Serato thì đang ở một cự ly vừa đủ để có thể quay ngược trở về. Nhưng sẽ có phát búp lên. Quả flash rất trắng. 8 giây còn lại, cây Serato không cần có mạng, chỉ cần bắt người đặt bom thôi là được. Không nhất thiết phải hạ gục toàn bộ đối phương, nhưng mà rõ ràng việc tay cây Serato to quá thì người ta dọn dẹp nốt tàn cuộc cũng được. Nithon bắt được một, sau đó drop có những tên đạn bắn quá chính xác. Nithon đổi thêm một mạng nữa rồi. Cuối cùng là một rào đấu mà Pain đánh chậm, lại thành chậm quá rồi. 19-20, sao nó giống con thêm một đấy nhỉ? Oh my god. Liệu rằng có T3 hay không đây? Ta bắt đầu cảm thấy là hơi oải với đội tuyển này rồi. Thực sự là như thế. Lỡ cho chót. Tầm này có OT30 tụi chả sợ chứ đừng nói là OT3. Nào. Đổi bên cho nhau. Bên City, Furia T-side. Vẫn là một cách bài đồ quen thuộc của Pain. 5 khẩu M4S ngược lại bên phía bên kia thì Furia có vẻ như là chủ động muốn đánh nhanh tại khu Aram chăng. Góc kê đẹp của sếp. Bây giờ thì những người đồng đội vẫn chưa thể di chuyển một cách dễ dàng. AT thì đã cầm được tầm mình tốt rồi, tạo lửa, ném lửa để tạo áp lực của đối phương. Và chủ động muốn chiếm đi khu vực ngách A đến từ tay mình của Furia giai đoạn tầm mình đầu tiên. Chúng ta có thể thấy được rằng đây là một đào đầu ở bên phía của các thành viên Pain. Họ đang bắn khá đông người bom mà 4A rồi, đẩy ra bắn nhau luôn. PKL bắt được Zuri, PKL đổi ca nào, đổi ca thôi. AT tóm được nè, kit tình thế đưa về là 4v4 rồi. Sẽ là lên B chăng? Hiện tại lên B thì vẫn còn đó một người. Ôi. Ô. Bút. Bút này là đầu tiên tôi thấy đấy. Bút. Oh my god. Bắt đầu tín hiệu khó hiểu đến cả hai team rồi. Vừa rồi như một quả smoke cho địch sao ấy. Một quả smoke. Thôi. Nói thật đến tầm này em vẫn đang không nhận thức được quả smoke đấy là quả smoke như thế nào nữa. Và bây giờ thì AT bị bắt đi bởi anh chàng PKL. Tạo áp lực bom xe muốn đánh lên A thật thì PKL vẫn đang đứng như chờ trông cây Serato đẩy ra bắt đi được anh chàng này. Và mở ra cung đường cho các thành viên của Furia có thể di chuyển. Thời gian còn lại là 20 giây và tiếp tục là các thành viên Pain lên tiếng. Bây giờ thì Serato đặt bom có sếp cover. Và sếp đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. 2-2, mỗi bên đều đang có một thương binh hạng nặng. Nhưng nếu đây là pha đùa pick thì sao nào, không có đùa pick nào ở đây cả. Chỉ thấy Serato bắt đi đối phương mà thôi và sếp là người dứt điểm đến cái tên cuối của Pain Gaming. 20-20 dành cho cả hai team. Và sẽ lại chỉ có một cái match point, nếu không sẽ là OT3. Quá mệt mỏi các bạn ạ. Ai cùng xem nào. Ai sẽ là người lấy con số 21 đây? Người đấy là ai? Ai sẽ là người cản bước được Pain Gaming đây? Chúng ta cùng xem nào. Nithon yếu rồi, 5 HP.
Và hiện tại thì không có ốp để đổi đến tiền đi thòn. Khá là khổ, stack double net. Úi xổ, cái điểm đấy của nó tôi không biết là liệu như địch đứng đó thì chắc mất khoảng bao nhiêu máu nữa. Tôi nghĩ khoảng cùng lắm mất khoảng 70 máu là nhiều đấy. AT bắt được PKL trước khi làm sức mạnh này. Kit tình thế đưa về là 4v4 rồi. 4v4 nhưng đã có lợi về mặt HP dành cho thành viên của Furia. Hát rào lộ info bên trong A, nhưng vị trí drop chỉ là một bài tơ thôi. Còn phần còn lại Furia thì đang tập trung rất đông tại bom xe A rồi. Nekid có vẻ đang tương đối tò mò. Và anh ta đang căn tham mình đẩy ra, sẽ thấy được cái đầu của sếp double kill dành cho Nekid. Hết đạn và không ai cover, nhưng Biguzera đã có mặt. Và quả C4 rơi như thế này. Bỏ lại drop một bình, một đấu ba. Thậm chí lộ quá nhiều tiếng động và cũng là một tiếng cú sấy lỗi đến từ drop. Thì Matroid đã tới dành cho đội hình của Pain. Một Matroid. Đây là khoảnh khắc của sự thật. Nekid bắt chết được AT rồi. Ôi trời đất ơi. Yes, ô tay bà. Mấy anh Pen ơi. Xin hãy play. Sớm bốc one way default được trả ra đến từ bên phía của Pen. Làm gì đây, đục yếu được AT rồi, đây rồi. Những lời làm tiếu qua loa lần tần, không ai có thể cản bước được Pen Gaming. Giác rào bắt được drop, tình thế đưa về 5v3. Nekid bắt được xem và hết. Hết dành cho Furia. Hai đấu năm rất khó để thắng. Nào Yuri yếu máu thì vượt thế nào qua được Nekid. Chỉ có lại một mình cây Stelato mà thôi. 74 HP và bị ăn quá nhiều đồ. Cây Stelato không có bất cơ sở nào để có thể giành chiến thắng được cả. Nào múa đi. Một phút nữa thì múa kiểu gì đây ở cây Stelato ơi. Bỏ chay đặt tâm hay đấy, bắt đi Biguzera nhưng còn tận 4 người đang chờ cơ và hát sao sủi luôn. Ba máu sủi quá khôn khéo đến từ vị trí của hát sao. Quãng đường của cây Stelato đến được với quả bom thì có khác gì là Mario trèo lâu đài đâu. Tìm đến bao giờ mới được cái quả C4 kia để mà đặt. Và đây rồi, đây là góc đứng của hát sao, nhưng hát sao quá yếu để có thể đối chọi lại với cây Stelato. À, một đấu ba. Đừng nói rồi, pha này 1v5 clutch được, tôi xin đấy. Xin đấy. 1v. Oh my god, oh my god, please. Đừng như thế. 13 giây, hết thảm, chạy đi, chạy là thắng rồi, hết rồi. Cơ sẽ tôi xin chết, giết em đi. Và những lời đàm tiếu qua là linh tinh, vẫn chưa thể có ai có thể cản bước được bên game mình cả. 1-0 cho họ. Quá cẩn thận. Chắc có lẽ phải gọi MTN ra đây mày ra mà có thể cản bước thôi em ạ nhờ. Và một chiến thắng dành cho bên phía của Pain Gaming. Thưa gì à? Kể cả lúc mà Achalit của họ vô địch, tôi cũng chưa vui này. Không bao giờ hạnh phúc được như cái khoảnh khắc này. Thề luôn, cảm giác được kiểu giải thoát. Một không dành cho các thành viên của Pain Gaming. Nhưng mà thật sự thì với việc Pain giành chiến thắng thì nó cũng đồng nghĩa việc cái tỷ lệ map 3 diễn ra tương đối cao. Map thứ hai là map thứ Inferno. Furia bảo nó này rất ghê, Pain tôi chưa chắc. Chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay trở lại diễn biến tiếp theo đã, cho bọn tôi đi thở anh em ạ.